Hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái dạng đối tượng cuối cùng ở trong cửa sổ layer có thể xuất hiện, đó là text. Đó. Trong cửa sổ layer này thì chúng ta có thể thấy là nó xuất hiện những cái gì: một là điểm ảnh, hai là sharp layer, ba là smart object, và dạng thứ tư là text. Đây là những thứ có thể xuất hiện ở trong cửa sổ layer này. Thì hôm nay chúng ta làm quen nốt với cái dạng đối tượng cuối cùng đó. Text thì là một thành phần mà nó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở trong các thiết kế, do là hình ảnh dù là nó quỹ đến đâu thì kỹ thì nói đến tận cùng vấn đề thì chắc là bao giờ người ta cũng phải nói bằng text, nói bằng văn bản thì nó mới nói hết được vấn đề. Thế thì text để nhập vào thì rất là dễ, chúng ta nhấp chọn công cụ. Sau khi mà công cụ được chọn thì chúng ta sẽ quan sát ở trên thành option, chúng ta có thể tùy chọn trước một số thứ, ví dụ như là phông chữ, chúng ta có thể sổ danh sách ra và chọn lấy một loại phông nào đó. Sau đó thì tới các định dạng rất là thông thường như là bold này, nghiêng này, rồi thì gạch chân này, rồi thì các loại mảnh hoặc siêu mảnh này, vân vân, tùy từng loại mà chúng ta sẽ có rất là nhiều định dạng, hoặc là không thì nó chỉ có được khoảng 2-3 định dạng gì đó. Đôi khi có những bộ phông nó chỉ có một định dạng thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm việc tiếp bằng cách là chọn size, kích thước to hay nhỏ. Tiếp nữa thì có một trường có thể chọn ngay hoặc là không chọn để sau. Thì đấy là cái chế độ hiển thị, chế độ làm mượt. Cái này thì chúng ta đã làm quen ở trong cái khái niệm điểm ảnh từ lúc đầu rồi. Đấy là cái tùy chọn khi mà bắt đầu làm quen với cái công cụ tạo vùng chọn hình ellipse, thì anti-alias đó. Làm thế thì ở đây text nó là một dạng đối tượng rất là đặc biệt. Bản thân nó là gốc của nó có vẻ giống như là vector. Đấy. Thế nhưng là do nó hiển thị ở trong cái môi trường bitmap cho nên nó cũng chịu ảnh hưởng của những cái môi trường bitmap đó, và do đó thì nó cũng sẽ bị một cách hiển thị là nó bị gai, nó bị răng cưa theo cái môi trường các điểm ảnh pixel. Do đó thì để mà nhìn chữ cho nó rõ thì người ta cung cấp cho chúng ta những cái cách thức khác nhau để mà hiển thị ở trên màn hình, làm sao khắc phục được những cái khắc phục được những cái gai đó. Và người ta sẽ đặt cho chúng ta rất là nhiều cái chế độ năm này thì để chấp nhận di dịch dích dắc đúng như là cái điểm ảnh. Thế còn các chế độ sharp này, script này, strong này, smooth này thì đấy là những cái dạng anti-alias khác nhau giúp cho chúng ta có thể thể hiện cái chữ làm sao cho nó hết cái kiểu răng cưa đó đi hoặc là giảm thiểu đi. Mặc định của chương trình thông điện cho chúng ta ở chế độ sharp này, còn nếu không thích thì các bạn có thể chọn cái chế độ khác. Ngoài ra thì còn có vài cái chế độ align rất cơ bản, chữ giống hàng trái, chữ giống hàng giữa, chữ giống hàng phải. Sau nữa là màu chữ, mặc định thì nó đang để cho chúng ta là màu đen. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là grid wrapper text. Thì cái này là một cái dạng để biến đổi cái chữ của chúng ta theo những khuôn mẫu có sẵn. Thì đấy là một số thứ mà các bạn có thể chọn ngay từ đầu tiên. Và sau đó sau khi chọn xong những thứ này thì các bạn sẽ lựa chọn phương pháp để tạo ra chữ, xem là chúng ta sẽ tạo ra chữ gì. Bởi vì thực ra chữ thì nó sẽ có hai dạng, một là point text và hai là paragraph text, và mỗi chữ thì nó là có cách tạo ra hơi khác nhau một tí. Nếu mà point text thì đơn giản là các bạn chỉ việc là kích chuột một cái vào màn hình cho tới khi nào mà các bạn nhìn thấy cái dấu nháy nó phát sinh. Đó, nhấp nháy trên màn hình như này thì các bạn có thể nhấp
chuột được rồi, và các bạn có thể nhập nhập văn bản là được rồi, gõ vào như gõ trong Word. Và cái point text này thì nó có cái điểm gì nó khác với lại cái dạng paragraph? Point text, một điểm rất là rõ của nó là nếu không có thao tác enter xuống dòng một cách vững bước thì các bạn sẽ nhận được một dòng chữ dài mãi ra đấy, không có điểm kết thúc. Đó, nó sẽ dài mãi ra theo cách mình đánh. Và nếu mà không enter xuống dòng thì nó cứ thế là một mạch nó phát triển theo chiều ngang thôi. Thế còn đối với cái paragraph thì cách thức nó lại làm khác một tí, cũng vẫn chọn tất cả những thứ giống như vừa nãy chúng ta đã nói. Tuy nhiên khi cầm cái chọn công cụ này và đưa vào trong cái trang làm việc thì chúng ta nhấp và giữ chuột, sau đó thì kéo dê đi, chéo lên một đoạn như thế này. Đấy, có thể dài ngắn rộng hẹp cao thấp khác nhau, tuy nhiên là chúng ta đang vẽ ra một cái hộp chứa text, và hộp này thì có một cái kích thước chiều ngang hết sức là rõ rệt. Và đặc điểm của nó là khi mà chúng ta nhập một cái văn bản mà nó lại hết cái chiều rộng chiều ngang của cái hộp thì dòng chữ sẽ bị ép cưỡng bức xuống dòng cứ một cách tự động, không cần biết là chúng ta có enter hay không. Đó, không enter cũng xuống dòng mà enter cũng xuống dòng, miễn là gì đấy hết chiều ngang hộp rồi thì thôi, là nó sẽ bị ép xuống. Đây đấy là cái dạng văn bản mà chúng ta gọi nó là paragraph. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái tính chất của hai cái dạng này như thế nào. Paragraph thì khác với lại artistic. À xin lỗi, tôi lại nhầm sang cái khái niệm gọi chữ của cô nào. Point text. Point text và paragraph thì là thế nào? Và đây các bạn nhìn thấy là ở trong cửa sổ layer thì text sẽ xuất hiện với một cái biểu tượng là cái chữ T như thế này nằm ở đầu, và nó sẽ nhập một ít cái đoạn văn bản đầu tiên, nó sẽ hiển thị ra đây để cho chúng ta biết là cái dòng này nó nói về cái gì. Ví dụ chúng ta sẽ nhập hẳn một ít cái nội dung cụ thể ở đây nhé, thay vì việc là cứ gõ ABC xe bánh đúc như thế.
Ok, này, bây giờ chúng ta sẽ xem hai cái này nó khác nhau như thế nào. Cùng là layer ở trong này, nhưng mà đây là layer text. Đó, và nó chứa hai dạng văn bản khác nhau, một là paragraph text và hai là point text. Bây giờ chúng ta xem là paragraph với point, trước hết là phân biệt được hai cái loại đó với nhau đã. Đấy, là nó khác nhau cái gì? Cùng là text, tại sao một thằng là point, một thằng là paragraph? Thì chúng ta sẽ quan sát như sau. Thứ nhất là khi tôi chọn một cái text ở trong cái này, tôi có thể ra giảm cái tham số, ví dụ này đó. Cho lớn lên một tí nhá, cho nó dễ nhìn nhé. Thì nếu mà chúng ta làm trực tiếp thì chúng ta phải sử dụng công cụ text này, chúng ta bôi đen hết tất cả cái khối văn bản, và sau đó thì chúng ta ra giảm tham số bằng cách là lấy cái size ở trên, chúng ta lấy cái size ở trên thanh option này để chúng ta đưa vào đó. Màu mè muốn thay đổi thì chúng ta sẽ chọn ở đây thì nó sẽ đưa màu mè mới vào cho chúng ta. Size ở đây cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phải chọn cả sau đó cũng thiết lập lại các tham số. Thế thì ở đây chúng ta thấy có mấy vấn đề như thế này. Khi tôi bắt đầu tiến hành chọn một cái văn bản thì chính cái lúc mà chúng ta nhận diện đấy thì nó sẽ nói rõ luôn cái văn bản đó là như thế nào, là loại gì. Nhìn ở đây thì nội dung nhìn ở trên mặt chương trình như thế này thì không thể hình dung ra được. Đó. Đây. Kích chuột này. Khi nào mà tôi kích chuột vào một vị trí nào đó ở trong cái khối văn bản này mà tôi nhìn thấy có một cái đường gạch chân nó xuất hiện như thế này thì tôi có thể nói luôn đây là dạng văn bản kiểu point text, bất kể cái nội dung của nó là cái gì. Đây, các bạn nhìn nhé. Đó. Có một đường gạch chân đây này, nằm dưới cái văn bản này. Thì đấy chính là dạng point text. Thế bây giờ chúng ta lại thoát ra và chúng ta đặt thử cái công cụ này vào trong một cái paragraph text thì trông nó sẽ như thế nào. Đây, kích chuột một cái. Khi tôi kích chuột vào đây, các bạn nhìn thấy dấu nháy bắt đầu bắt vào trong cái khối văn bản thì chúng ta nhìn thấy cái hộp bao xung quanh hiện ra mà không có cái gạch chân nằm ở dưới. Thì đây chúng ta nói luôn đây là dạng paragraph. Phân biệt rất nhanh, rất là đơn giản như thế thôi, bằng cách đặt trỏ chuột vào. Đấy. Nhìn lại nhé, đây là point, đây là paragraph. Đấy. Một thằng có hộp và một thằng có gạch chân. Đấy. Thế thì nó do nó nằm ở trong cửa sổ của layer cho nên một số các cái thứ mà thuộc về layer thì thằng này nó cũng được áp dụng chung. Ví dụ như là tắt bật. Nha. Tắt bật cái con mắt để hiển thị hay không hiển thị. Đó. Rồi dán layer style. Ví dụ như là tạo một cái drop shadow. Hoặc là sau này tất cả những cái gì mà các bạn thấy là những thứ khác có thể làm được, có thể thể hiện được ở trên cửa sổ layer như thế nào thì thằng text này nó cũng được quyền làm giống hết như thế, tại vì nó cũng là một thành viên xuất hiện ở trong cửa sổ layer đó như các cái đối tượng khác. Nhưng nó cũng có những đặc điểm riêng của nó. Nhiệm vụ của nó chính trước tiên là để đọc,
và nó là tech, cho nên là nó cũng có những thuộc tính riêng đặc biệt mà chỉ có tech mới có. Ví dụ như là chúng ta chỉnh, đúng không? Tôi buộc lòng là phải bôi đen những cái văn bản, đoạn văn bản nào mà tôi muốn. Sau đó thì tôi mới gì đây, tô một màu khác. Ở đây tôi có thể tô cả một khối văn bản theo một màu, hoặc là tôi thích thì tôi mỗi dọc một màu, mỗi ký tự một màu cũng được. Nhưng lúc đấy thì tôi lại phải làm việc với cái cung cách là gì đây, làm việc với text, đúng không? Thằng này là làm việc bằng cách chọn văn bản, không chấp nhận cái kiểu gì đấy, không chấp nhận cái kiểu làm việc với vùng chọn. Không chấp nhận cái kiểu làm việc với vùng chọn mà chỉ có bôi đen để chọn bằng kiểu của nó, tức là chọn văn bản đến đoạn nào chúng ta cần. Ở đây các bạn nhìn rất rõ nhé. Và menu edit nhé. Lệnh fill, lệnh stroke, một loạt các lệnh khác bây giờ lặn mất tăm, không khả dụng bất cứ một lệnh nào cả. Đấy, không khả dụng bất cứ một lệnh nào hết. Và chúng ta phải làm việc với nó theo cung cách của text thì nó mới chấp nhận. Tất nhiên là tôi cũng vẫn có thể là tô một cách tắt bằng cái lệnh tô gì đấy ạ, màu tiền cảnh hoặc hậu cảnh. Ví dụ đây, undelete. Nếu mà không bị sung cái gì cả thì chắc chắn là chúng ta có thể là undelete hoặc control delete để chúng ta nhập cái khối văn bản vào đây, à, nhập nhập màu mới vào cho nó. Nào, chọn kiểu này. Đây, ví dụ control delete đây là tôi đang tô màu tiền cảnh, đúng không? Undelete, tô màu tiền cảnh, hậu cảnh. Đây, tôi chỉ tô bằng phím tắt thôi và vẫn tô được. Mặc dù là gì đấy, lệnh tô này là mất hút rồi, đúng không? Phim này là mất hút, không nhìn thấy. Thế nhưng vẫn có thể ngấm ngầm tô theo kiểu đấy. Thế và chúng ta sẽ có thể làm việc thêm một số thứ bằng cách là sử dụng hộp thoại character hoặc paragraph để mà làm việc với đoạn text này. Ví dụ, nếu mà tôi đã chọn một cái layer text nào đó thì tôi có thể là tô màu nhanh cho toàn bộ cái này bằng cách là vào trường color này, bấm vào đây chọn lấy một màu tùy ý. Sau khi chọn xong thì nó sẽ nhập luôn cái màu mới vào cho cả khối văn bản, không cần phải chọn, không cần phải bôi đen gì hết. Đó, miễn là ở trong cửa sổ thì đây, cửa sổ layer này chúng ta chọn cái layer là nó sẽ nhận được cái nội dung này. Thế còn trong cửa sổ character này thì các bạn cũng nhìn thấy rất là rõ là các cái tham số mà trước đấy chúng ta đã gặp ở trên Thanh Option thì nó cũng sẽ được là cung cấp rất là kỹ ở trong này. Đó. Ở đây chúng ta thấy là có công cụ để chúng ta thiết lập lại phông chữ này, các kiểu định dạng này, size là to nhỏ khác nhau này. Và nếu như mà văn bản của chúng ta có nhiều dòng thì sẽ có giãn khoảng cách giữa các dòng, chúng ta gọi là leading, đúng không? Rồi giãn khoảng cách giữa các ký tự, chúng ta gọi là tracking. Thay đổi tỷ lệ phần trăm chiều cao của chữ, chiều rộng của chữ, màu cho chữ. Cái này là baseline shape, là thay đổi cái đường cơ bản của chân chữ. Đây, đường cơ bản chân chữ là cái gì? Chúng ta lại xem lại. Đường cơ bản chân chữ chính là cái đường mà chữ nó sẽ ngồi lên như thế này. Đấy, đấy gọi là baseline. Và chữ nào thì thực ra nó cũng có một cái baseline có thể hiện hoặc không hiện lên. Và khi mà chúng ta thay đổi tham số này thì nó sẽ làm cho dòng chữ đó nó chạy lên phía trên hay là lùi xuống phía dưới so với lại cái bây giờ like đó. Ngoài ra thì còn có thêm một cái tham số nữa, nó gọi là tham số kerning between two characters, tức là
thay đổi khoảng cách rộng hẹp giữa hai ký tự. Đấy thôi, chỉ hai ký tự thôi nhé, chứ không là không phải là của cả dòng. Đây bây giờ các bạn xem kỹ một chút về cái này. Mặc dù đây là một cái chương trình mà nặng về xử lý ảnh, nhưng mà khi mà làm việc với text nó cung cấp cho chúng ta những cái khả năng làm việc cũng rất là kinh khủng. Đấy, chứ không phải là chỉ có làm ảnh. Mà bây giờ chúng ta sẽ xem nhé, xem kỹ là các cái khả năng mà can thiệp vào văn bản này. Ví dụ như là đổi kiểu này. Cái này thì không cần phải bôi đen bất cứ cái gì cả, chỉ cần chọn layer thôi. Và đây, ví dụ chọn kiểu. Đó, tôi thay đổi các cái phông chữ thì ok. Đây là cái cách rất là đơn giản. Đây là cách vô cùng đơn giản để tôi chọn một cái phông chữ mới. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ được thể hiện ngay lập tức khi mà tôi trỏ vào cái danh sách tên phông. Đó, nó sẽ hiển thị cho chúng ta xem luôn khi mà chọn cái phông này thì trông nó sẽ như thế nào. Và nó cũng thể hiện luôn cái khả năng là tương thích với lại cái kiểu gõ tiếng Việt đến đâu. Cái nào mà trỏ vào vẫn thấy hiển thị đầy đủ nội dung với tất cả dấu má thì ok. Đó, còn thằng nào chỗ mất chỗ được hoặc là bị thay đổi hình dáng các thứ thì đấy là những cái phông mà chúng ta cũng biết luôn là nó sẽ không tương thích hoàn toàn và sẽ có chỗ bị lỗi, không hiển thị được dấu khi mà chúng ta chọn gõ theo kiểu phông tiếng Việt đầy đủ dấu má. Đấy là cái dạng đầu tiên là thay đổi kiểu, đúng không? Cái kiểu định dạng thì ở trong này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái họ phông đó là họ phông gì mà nó cung cấp cho chúng ta. Thông thường thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có mấy kiểu này, thế này: regular này, italic này, bold này, bold italic. Đấy, đấy là những cái kiểu mà nó mang tính cơ bản nhất thì là 4 kiểu. Nhưng trong một số trường hợp chúng ta còn thấy thêm narrow này, black này, rồi một số trường hợp khác nữa thì còn cung cấp thêm một loạt các cái hệ khác nữa, thin rồi thì thick, tức là những cái dạng mỏng hoặc là siêu mỏng đó. Thì tùy vào họ phông mà chúng ta sẽ có nhiều hay ít những cái định dạng này, tuy nhiên nó sẽ nằm ở vị trí này. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có giãn khoảng cách dòng đó, hay chúng ta gọi là leading. Thì cái này thì tài liệu paragraph hoặc là tài liệu của Poitex đều có thể có khả năng này. Poi thì chúng ta buộc lòng phải làm sao đây ạ? Enter để cho nó xuống dòng thì chúng ta mới thấy được cái này đó. Và sau này thì chúng ta sẽ xem thử xem là nó sẽ thực hiện như thế nào nhé. Để giãn dòng thì chúng ta cũng không cần bôi đen bôi đứt gì cả, chỉ cần chọn cái khối văn bản thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái danh sách ở cái phần gì đây ạ, leading này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì thông thường các bạn sẽ gặp một cái con chữ là auto ở đây nằm trong ngoặc. Nó khai báo như thế này để cho chúng ta biết được rằng là cái văn bản này nó đang được giãn dòng theo cái quy trình mặc định. Đấy, cái họ phông này thì cái size bao nhiêu thì nó sẽ có cái giãn dòng một cách tương ứng để cắt dòng trên dòng dưới ra. Và đây là giãn theo mặc định của cái thiết kế của cái phông chữ này. Thế còn nếu mà nó đã đưa một con số thì lúc đó là khác đi rồi, nó không phải là tham số chuẩn mặc định của cái phông đó nữa. Các bạn có thể là sổ danh sách này ra và các bạn chọn lấy một con số nào đó. Khi chúng ta chọn một cái con số thì nó sẽ hiển thị cái giãn dòng khác nhau. Đây, ví dụ đây là tôi đang làm cho chữ sát vào nhau, tức là làm hẹp cái leading. Còn ở dưới này thì chúng ta đang thấy là dòng giãn ra. Về mặt nguyên tắc thì các cái leading ấy, thì nó sẽ nó sẽ mặc định là theo chuẩn và cũng không có cần phải kêu ca gì về cái chuẩn đó cả. Đấy, nhưng đôi trường hợp thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một tí, đấy là cái độ dài của dòng. Đấy, một dòng chữ mà nó quá dài
thì thường thường thì người làm thiết kế cần phải tăng thêm cái độ lớn cho cái tham số lý định này lên một chút. Vì sao? Hai cái dòng song song, nếu mà một dòng nó ngắn thì không sao, nhưng mà nếu mà kéo dài ra thì chúng ta sẽ có cảm giác hai dòng nó bị díu vào nhau, nó bị tự hút vào nhau. Đấy. Dòng càng dài thì cái khả năng nhận thức của chúng ta rằng là nó hai cái dòng này nó hút chặt vào nhau càng rõ. Và do đó thì thông thường là tùy theo cái độ dài của dòng chữ mà chúng ta sẽ có nhu cầu là tăng thêm cái listing này lên thêm một chút để nó giãn ra thêm một tí, tránh cái cảm giác là các dòng nó bị díu vào nhau, nó sẽ gây ra cảm giác rất khó đọc. Cái này là kiến thức chung thôi nhá, vì chúng ta đang ở trong Photoshop thì chúng ta nói, chứ còn các bạn làm ở trong bất cứ chương trình nào, một khi mà đã đụng đến chữ mà gặp phải dòng chữ quá dài, dòng trên dòng dưới quá dài thì bao giờ cũng nên có một cái thao tác là tăng cái listing này cao thêm một tí để tránh cái cảm giác là các dòng chữ dòng trên dòng dưới nó bị díu, nó hút chặt vào nhau. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái phần nó gọi là tracking. Đó. Tracking này thì nó sẽ giúp chúng ta là giãn hoặc co cái khoảng cách giữa các cái ký tự. Thông thường thì nó để ở giá trị 0, có nghĩa là không can thiệp. Đó. Phông chữ chuẩn như thế nào thì nó sẽ để nguyên y xì như thế. Đó. Nó sẽ để nguyên như thế. Đó. Văn bản thì nó sẽ được nguyên giống như mẫu, tức là các cái khoảng cách như này, đây này các bạn để ý này, khoảng cách nằm giữa hai ký tự thì bao giờ nó có một khoảng trống, và khoảng này rộng hay hẹp thì tùy vào là chúng ta có điều chỉnh hay không. Mặc định ban đầu thì nó để ở không như thế này, có nghĩa là không điều chỉnh, nhưng khi mà tôi sổ danh sách ra, tôi có thể chọn theo cái kiểu là gì đấy ạ, giãn ra thì tôi chọn số dương, mà thu vào thì tôi chọn số âm. Và do đó thì tôi sẽ thực hiện như sau. Sổ danh sách, và các bạn sẽ chọn cho tôi một trong các giá trị này. Nhưng các bạn lưu ý là tham số này chỉ được chọn khi nào mà chúng ta chọn cái layer thôi, và chúng ta không có sử dụng công cụ này và không đặt vào bất cứ cái đoạn nào văn bản nhé. Tại vì đặt vào văn bản là lúc đấy chúng ta lại làm việc khác rồi, nó sẽ bị mờ cái hộp này đi ngay, chúng ta không can thiệp vào. Thế bây giờ mặc định đang là không, tôi cho con số ví dụ là 50, tôi cho con số ví dụ là 200. Các bạn thấy là khoảng cách giữa các ký tự này bây giờ đang được kéo rộng ra. Nó không phải là làm béo ngang hay là thay đổi kích thước chiều ngang của cái văn bản, mà nó chỉ tăng cái khoảng trống giữa các ký tự lên, lớn lên. Hoặc đây, tôi cho nó âm, thì nó lại thu hẹp khoảng cách giữa các ký tự, và do đó nó dồn các ký tự sát vào với nhau. Chứ còn từng ký tự một thì nó rộng bao nhiêu, nó to bao nhiêu thì nó sẽ vẫn được giữ nguyên y xì như cũ. Và do giảm khoảng cách đi thì chúng ta sẽ thấy rằng là khối chữ nó sẽ chặt lại và nó chiếm ít chỗ hơn. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái phần nó gọi là set the keying between two characters. Thì cái phần này là nó giúp chúng ta giải quyết một số các cái phông chữ nó hơi đặc biệt một tí. Về mặt nguyên tắc thì tất cả các cái bộ chữ khi mà đưa ra thị trường, đưa ra sử dụng thì đã là một cái thiết kế hoàn chỉnh của cái người mà thiết kế ra bộ phông chữ rồi. Người ta đã tính toán một cách rất là tốt, rất là kỹ theo một cái công thức của thiết kế chữ, là để mỗi một cái văn bản như thế thì ký tự nọ nó cách ký tự kia bao nhiêu, size rồi bao nhiêu thì cách bao nhiêu là nó đã có chuẩn rồi. Và thường thì chúng ta có thể sử dụng luôn được cái chuẩn đó. Tuy nhiên trong một số trường hợp, ví dụ như là chúng ta làm những cái thiết kế thì chúng ta sẽ không gõ theo cái kiểu văn bản thông thường nữa, mà chúng ta sẽ dồn cho chữ chặt hơn hoặc rộng hơn. Hoặc đôi lúc đấy là những cái sự rất là cố ý, tôi muốn là khép nó lại chặt hơn nữa và khác biệt hơn nữa. Và nó còn phụ thuộc thêm vào một cái điều kiện nữa là có một số bộ phông rất đặc biệt và thường gây cái cảm giác về thị giác là nó bị
chật hơn bình thường hoặc rộng hơn bình thường. Đây, ví dụ như là tôi chọn thử cái phông đó, chọn thử cái layer này, sau đó thì tôi thử chọn một cái phông này, một số phông mà dáng nó rất là nhọn, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái vấn đề. Dạng này nghiêng vẫn chưa phải là cái là. Bây giờ chúng ta lại tìm thử nhé, tìm thử cái phông nào mà nó có cái độ nghiêng khác lạ một tí. Ví dụ như này, các bạn sẽ thấy là trong một số trường hợp thì chúng ta làm một cái dòng chữ ra, chúng ta sẽ thấy là có những thứ mà trông nó sẽ không được ổn lắm. Ví dụ như là khoảng cách này giữa các chữ, ví dụ chữ Adobe này, ok, tương đối tốt, chữ Photoshop này tương đối tốt, nhưng ví dụ như chữ Point và chữ Touch này, các bạn có cảm giác rằng là cái khoảng cách giữa chữ P sang cái phần còn lại của chữ Point và chữ T sang phần còn lại của chữ Touch rất không ổn, đúng không? Nó gây ra một cái cảm giác là bị rộng, bị trống. Thế thì chúng ta khi mà di dịch, chúng ta làm việc với lại cái này thì sao? Tracking thì sao? Tôi cho nó hẹp lại bằng tracking thì tất cả cũng hẹp lại, và lúc này thì nó chữ nào cũng hẹp hết. Do đó thì tôi lại không dùng cách này, mà tôi chỉ chỉnh cái nào mà tôi thấy là nó trông không ổn thôi. Thì lúc này nó là cái đất của cái lệnh set the kerning between two characters. Tôi đặt trỏ chuột vào. Các bạn nhớ là đặt trỏ chuột vào thôi nhé, chứ không bôi đen hay không làm bất cứ cái gì. Sau khi chúng ta đặt trỏ chuột vào cái vị trí mà chúng ta cần và chúng ta sổ thanh xét này ra, chúng ta có thể giảm tăng những cái tham số này, và chúng ta làm cho cái riêng cái khoảng cách đó
nó bị thu hẹp lại. Còn tất cả các khoảng cách của những cái chữ còn lại ở trong dòng ấy, nó sẽ được giữ nguyên. Đấy. Và do đó thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh được những chỗ mà chúng ta thấy là nó chưa hợp lý về mặt thị giác, nhưng nó không làm ảnh hưởng tới những cái chữ mà nó đã ổn thỏa rồi. Ví dụ chữ point với chữ text chẳng hạn, đúng không? Cả hai thằng này đều không ổn cả, thì tôi sẽ thu làm cho những cái đoạn này nó trở nên chặt vào, nó hợp lý giống như chữ Adobe và chữ Photoshop này, nó không còn bị rộng ngoặc cả nữa. Đấy, ví dụ như thế. Thì bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh được một cái khoảng cách cụ thể nào đó giữa hai ký tự ở trong một từ, mà làm cho nó trở nên là chặt chẽ và hợp lý hơn. Thế còn các cái tham số này thì rất là đơn giản rồi. Tăng tỷ lệ phần trăm chiều cao, tăng tỷ lệ phần trăm chiều rộng của con chữ. Mặc dù là cái này được cung cấp nhé, được cung cấp cho phép chúng ta cái khả năng là thay đổi cái chiều, tỷ lệ chiều ngang và thay đổi tỷ lệ chiều cao của chữ. Nhưng mà tôi vẫn khuyến cáo các bạn rằng là về mặt nguyên tắc, nói chung là không nên lạm dụng, xử lý không nên sử dụng những cái tính năng này. Mặc dù Photoshop nó cung cấp, bởi vì sao? Bởi vì mỗi một cái bộ chữ, thực ra khi mà nó đã ra một bộ chữ cho các bạn sử dụng ấy, thì bản thân cái bộ chữ đó nó đã là một sản phẩm, nó đã là một tác phẩm hoàn chỉnh rồi. Và cái việc chữ này nó gầy bao nhiêu, nó béo bao nhiêu, nó rộng hay nó hẹp, thì đấy đã là một cái sự tính toán, cái sự cân nhắc của người ta, sự chủ ý của người ta để đưa ra một bộ phông như thế. Nhiều khi những cái phông trông nó rất giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút về cái mặt tỷ lệ cao hơn nhau một tí, gầy hơn nhau một tí, béo hơn nhau một tí, thấp hơn nhau một tí, là nó đã biến sang thành cái phông khác rồi. Cho nên là khi mà chúng ta cải biến lại những cái tỷ lệ chiều cao và chiều rộng như này, thì chính chúng ta đã làm mất đi những cái tính dạng đặc trưng của cái phông chữ đó. Và khi mà các bạn cần biến đổi như thế này, biến đổi như thế này để làm gì đã, đúng không? Biến đổi để phù hợp với lại cái đất trình bày. Tôi có một cái chỗ đất này nó hơi hẹp thôi, nhưng mà chữ lại hơi nhiều, tôi buộc phải là ép nó cho nó gầy lại để chứa được hết cái văn bản đó. Hoặc là tôi có một cái chữ thì ít mà lại được đặt ở trong cái chỗ rộng quá, cho nên tôi kéo cho nó béo ngang sang để cho nó lấp đủ chỗ đi, không bị chấm. Những cái lý do đấy đều là lý do rất buồn cười. Nếu mà các bạn thấy là cái vùng đất để trình bày nó rộng hoặc nó hẹp và cái phông này mà không phù hợp, vậy thì hãy đi tìm cái phông khác. Đó, hẹp thì chúng ta sẽ tìm phông hẹp, rộng thì chúng ta tìm phông béo. Nói tóm lại, phông rất đa dạng, dùng cả đời cũng không hết được tất cả các phông mà có trên đời này. Mỗi ngày các bạn dùng một bộ phông thì chắc là đến già cũng không dùng hết được những phông hiện có. Cho nên là không nên là bóp méo những cái phông như thế, nó làm biến dạng hết các cái thuộc tính của cái chữ. Đấy. Có thể dùng được không? Vẫn có, đã cung cấp là dùng được. Đấy. Nhưng mà không khuyến khích. Còn trong một cái phần nào đó thì các bạn có thể bóp nhẹ một chút, hơi cao lên một tí, hơi gầy đi hay méo lên một tí, nhưng mà thực ra thì cũng chỉ lên một vài phần trăm. Đấy. Không bao giờ lên đến hai con số cả, thực ra chỉ vài phần trăm thôi, 2-3% là cùng. Đấy là trong trường hợp có thể chấp nhận được. Đấy. Thế còn cái tham số này là gì? Tham số này là set baseline sheet. Đó. Tôi có thể đưa một cái dòng chữ này nó lên hay xuống. Ví dụ đây là 10, đây là 30. Thì các bạn thấy rằng là một cái dòng chữ khi mà tôi nhập baseline sheet cho nó có thể tiến lên trên hoặc lùi xuống dưới so với đường cơ bản. Trong khi tất cả các dòng chữ còn lại thì nó đang nằm rất là đều với nhau theo cái baseline gốc của nó. Thì thằng này khi được bôi đen, tôi có thể nâng riêng cái dòng này cách tương cao, có thể ép cái dòng này lùi xuống dưới. Đấy, bôi vào bao nhiêu dòng thì nó sẽ lôi bấy nhiêu dòng chạy lên chạy xuống. Và thực ra thì cũng không nhất thiết là dòng, túm lại là chúng ta bôi vào cái gì, đúng không?
chúng ta bôi đen vào cái gì thì chúng ta có quyền là hạ hoặc là nâng baseline của cái đoạn văn bản mà chúng ta bôi đen nó. Đây, ở dưới là paragraph, ở trên là point. Ở trên là tôi chỉ bôi một mẩu ở trong cái văn bản đó, còn đây là tôi bôi một dòng ở trong văn bản đó. Thì tôi có thể là nâng cả dòng, nâng cả một cái đoạn văn bản đấy, hay kể cả chỉ một chữ thôi, một ký tự duy nhất thôi. Cứ tham số dương thì là nhắc cao lên so với baseline, tham số âm thì là hạ thấp xuống so với baseline. Thế ngoài ra chúng ta còn có thêm một số các định dạng nữa mà các bạn nhìn thấy đây. Màu này, màu thì đơn giản là chọn ở đây là nó sẽ thay màu hết, không cần biết là như thế nào, nội dung là cái gì không còn quan tâm. Nhưng một khi một layer đã được mở ra và chọn đó, trong hộp character này các bạn bấm vào màu gì thì nó sẽ thiết lập màu đấy luôn cho đối tượng là cái layer văn bản đó, và nó gắn cho cả văn bản, cả cái layer đó luôn, trừ phi bạn đang bôi đen một đoạn nào đó, còn nếu không là nó sẽ tự động nó thay cả văn bản. Thế ngoài ra chúng ta còn có một vài cái định dạng nữa ở phía dưới này đó, Full bold này, thì cái này nó sẽ làm cho bold hơn cả bold, đúng không? Đó, nghiêng này, viết hoa tất cả này, dạng viết hoa nhưng mà cỡ nhỏ này, thì lúc ấy nó sẽ chỉ có cái chữ đầu là được viết to, thế còn các chữ sau thì nó vẫn viết hoa hết nhưng mà ở cỡ nhỏ hơn. Và ngoài ra còn có thêm một vài định dạng nữa, gạch chân, gạch ngang. Và đây có hai cái hơi đặc biệt một tí, chúng ta cũng nói luôn, đấy là cái cách viết để mà sẽ viết thành các cái công thức, ví dụ như là mét vuông, đúng không? Thì tôi sẽ phải chọn là gì đây, viết bình thường, sau đó thì tôi bôi đen các chỉ số, tôi sẽ chọn để nó chạy lên trên làm số mũ, hay là tôi viết cấu trúc hóa học H2O chẳng hạn. Thì bây giờ chỉ số 2 này phải nằm xuống dưới, thì ta bôi đen và chọn để nâng lên hạ xuống các chỉ số này. Thì đấy là các cái tham số mà chúng ta có thể điều chỉnh nó ở trong bảng character. Các bạn xem thêm một cái nữa là cái phần mà chúng ta đã nhắc đến, Num này, Sharp này, Script Strong Smooth. Thì đây là cái cách mà hiển thị để khử cái hiệu ứng răng cưa cho cái text, bởi vì text có rất là nhiều các cái đoạn cong đó. Thì đây các bạn xem, tôi chọn năm nhá, đây phải cái này phải lớn lên một tí, phóng lớn lên một tí để chúng ta quan sát. Đây, ở một mức độ rất là gần và tôi để ở chế độ năm, thì các bạn sẽ thấy rằng chữ nó được sắp xếp theo cái vị trí của đường mạch, và do đó thì nó cũng có độ gai, đúng không? Bây giờ tôi chuyển sang một chế độ khác, Sharp. Đây, bù điểm ảnh bằng chế độ Sharp, bù điểm ảnh bằng chế độ Script, bù điểm ảnh bằng chế độ Strong, bù điểm ảnh bằng chế độ Smooth. Mỗi một kiểu thì nó lại cho mình nhận thức rằng là mềm mại hay là cứng rắn hay là mạnh mẽ vân vân. Còn nếu mà đúng chuẩn để theo kiểu năm thì đấy, trông nếu mà trông cận cảnh thì nó rất là gai. Tất nhiên thu nhỏ lại ở một mức độ nào đó thì chúng ta vẫn không nhận được ra cái này đó. Nhưng mà hoàn toàn là trong thực tế là nó có, tại vì nó hiển thị ở trên cái môi trường là môi trường điểm ảnh, cho nên nó cũng phải chạy theo các hình vuông thôi. Thế thì đấy là các cái thao tác mà hiệu chỉnh ở trong cái bảng character để cho chúng ta có thể format, chúng ta xử lý các cái định dạng cho text này. Thế còn paragraph thì sao? Paragraph thì nó cung cấp cho chúng ta một số các định dạng. Đây, ba cái đầu này là rất cơ bản, dòng trái, dòng giữa, dòng phải. Đây đang là mặc định là dòng trái, tôi bấm vào gì đây, dòng giữa thì xem nó thế nào nhá. Dòng giữa này thì nó vừa dịch vị trí nhưng mà lúc này nó sẽ dòng dòng trên dòng dưới là gì đây, vào giữa thế này. Dòng phải này thì tất cả là dòng hàng sang đầu phải. Thế còn đây là justify,
đấy. Nhưng mà những cái này thì có vẻ như là nó dành cho gì đấy ạ? Dành cho bọn gì nhỉ? Paragraph, tức là bọn phải có hộp. Bây giờ chúng ta xem kỹ lại một tí về cái đối tượng là gì đây nhỉ? Paragraph. Này. Paragraph thì sao? Có một số thứ các bạn có thể hiệu chỉnh bằng cách hiệu chỉnh của điểm ảnh, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng lệnh transform, có thể gọi hộp bodymux ra đó. Ví dụ bây giờ thế này, nếu tôi nhấn Ctrl T thì sẽ có gì đây, hộp bodymux hiện ra này. Và việc co kéo cái này sẽ trực tiếp làm sao đây ạ? Co kéo và thay đổi kích thước của cái văn bản này. Thế còn nếu như bây giờ tôi đặt trỏ chuột vào đây, nó cũng ra một cái hộp, nhưng lúc này là hộp text. Thì nếu mà tôi co kéo cái này, nó có làm thay đổi kích thước của text ở bên trong không? Không làm thay đổi kích thước text ở bên trong. Nó thay đổi kích thước hộp và do đó thì nó sẽ dồn text chạy lên dòng trên hay là chạy xuống dòng dưới, tùy thuộc vào cái hộp của chúng ta là nó rộng hay hẹp đó. Thế còn cái hộp này nếu mà sử dụng Ctrl T thì sao? Nó cũng làm cho chữ to hay nhỏ, tại vì bản chất cái lệnh transform đấy là cái lệnh mà co kéo rồi, cho nên là nó cũng co kéo. Lúc này thì về mặt hình thức thì nó có thể to lên hay bé đi, và nó cũng tự động tính toán ở trong này. Các bạn cũng sẽ thấy rằng là size khi chúng ta kéo như thế này thì nó sẽ có những cái thông báo lại là thằng này hiện đang là gì đấy ạ, kích thước nó to nhỏ lên bao nhiêu đó. Tiếp nữa thì chúng ta có mấy cái vấn đề này cũng cần phải nói với nhau. Đây, ví dụ paragraph thì nó cung cấp trái phải giữa này, trái nhá, phải này, giữa này, thì nó sẽ, nhưng mà bây giờ tôi co kéo cái thằng này một tí để cho sẽ có dòng rộng dòng hẹp một tí nhá. Đây, ví dụ như này để các bạn nhìn thấy. Giữa này đúng không ạ? Trái này, phải này. Và nếu justify thì sao? Justify căng đều này đó, căng đều nhưng mà vẫn chấp nhận những cái dòng nào đó mà nó không hết thì nó vẫn là dòng trái thôi. Đấy, justify theo kiểu cân bằng giữa, thì thằng nào bằng nhau thì sẽ cân bằng hai bên, và thằng nào ngắn hơn thì được đẩy vào giữa thế này. Justify theo kiểu gì đây ạ? Align phải và tất cả bằng nhau, nhưng riêng dòng nào ngắn hơn thì sẽ được gì đây ạ? Thụt lề ở bên trái. Thế còn full justify thì thằng nào mà không đủ chỗ cũng sẽ tự động được giảm khoảng cách giữa các cái ký tự này ra, giữa các từ ra để nó xếp bằng hai đầu. Tuy nhiên là cái cách làm này thì rất cần cẩn thận đó. Nếu không thì trông nó sẽ rất buồn cười ở đây. Nó sẽ phá vỡ cấu trúc các từ. Khi mà các từ nó bị giãn quá nhiều thì chúng ta sẽ cực kỳ khó đọc. Cho nên là cái này là cái cần cân nhắc. Số lượng chữ mà ít thì chớ có đặt cái này. Nếu không trông nó sẽ rất là dị đấy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có cái thu lề trái, đúng không? Thu lề phải. Ví dụ đây, tôi nhấn Ctrl R, tôi gọi cái thước ra và tôi đặt cái thước vào đây để tôi biết được là kéo cái đường gióng, để tôi biết được là cái gióng của nó ở đâu, đó, vị trí bên trái, vị trí bên phải.
Ví dụ này, bây giờ tôi tăng cái này lên. Thì tôi có thể ép cách cái lề của nó thụt lề trái bao nhiêu, lề phải bao nhiêu, đúng không? Từ đầu cái dòng đầu tiên thụt vào bao nhiêu, đây lề phải này đó. Rồi cái này là cái gì đây nhỉ, dòng đầu tiên thụt vào so với các dòng khác. Đây là cái cách làm rất là cổ điển, nó cũ kỹ ngày xưa, tức là các cái dòng nó không phân biệt bằng cái enter xuống dòng để cách đoạn trên đoạn dưới, nó để sát 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 ngay vào nhau, và do đó thì nó thụt lùi một cái dòng vào để nó phân biệt được là cái khối văn bản trên với khối văn bản dưới. Tuy nhiên thì tôi không khuyến khích các bạn dùng cái này đấy, khối văn bản trên với khối văn bản dưới cố gắng mà sắp xếp co kéo làm sao đủ để cho nó có một cái enter tách bạch nhau ra bằng một cái dòng trống để phân biệt cái khối văn bản trên và dưới. Như thế thì nó mạch lạc về mặt thị giác hơn rất là nhiều, hơn là cái kiểu gọi là các dòng trên dòng dưới díu vào nhau và chỉ có thụt cái đầu dòng vào một tí để phân biệt dòng trên dòng dưới. Tất nhiên thụt vào thì phân biệt được, nhưng mà nó lại gây ra hỗn loạn về mặt thị giác đấy, nó thò ra thụt vào nhiều thì nó sẽ không có đẹp cái trình bày văn bản. Do đó thì khuyến cáo là nên ví dụ như dòng trên với dòng dưới chúng ta nên giải quyết bằng cách là gì đấy ạ? Đấy, enter như thế này, đúng không? Đây, đúng không? Thụt như thế này, đúng không? Mình để cân bằng dòng và mình cho nó trống ra thế này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cái cách mà người ta thụt dòng một tí tẹo và cứ để díu sát vào với nhau. Đấy. Thế còn cái này là gì? Cái này là tăng hay giảm cái khoảng cách ở cái đoạn này. Thường là nó sẽ phải có cái đoạn enter xuống, còn nó nằm ngay ở đấy thì nó sẽ không lên xuống nữa đâu. Thế còn đây là lấy cái khoảng cách gì đấy ạ, ở dòng cuối đấy, dòng cuối làm sao để cho nó cách cái dưới này bao nhiêu đấy, thì mình có thể gia giảm các hàm số này. Thì những cái này thì nó cũng tương đối quen thuộc, nhưng mà cũng cần phải biết cách xử lý ở trong Photoshop thì mới làm được. Tuy nhiên đến đây thì chúng ta có thêm mấy cái mà cũng cần phải xử lý thêm này, đó là văn bản thì có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai dạng được không. Bây giờ tôi đang có một cái văn bản paragraph và một cái văn bản point text. Bây giờ tôi lại muốn hoán chuyển vai trò giữa hai cái thằng đó, thì đây chúng ta có thể làm như sau. Vào trong menu type này, chọn một cái layer nào đó đã chứa dạng text nào đó, sau đó thì chúng ta vào layer vào menu type. Trong menu type này thì các bạn tìm tới convert này, lệnh convert. Thế là convert ra cái gì thì còn tùy thuộc vào cái dạng mà chúng ta đang chọn, đúng không? Đang là point text thì đương nhiên là cái lệnh khả dụng sẽ là convert to paragraph, và ngược lại đang là paragraph thì cái lệnh nó sẽ hiện ra cho chúng ta là point text. Cái này là do chương trình nó tự động nhận diện, nó biết được là chúng ta đang chọn loại gì và nó sẽ cho phép chúng ta convert sang loại kia. Ví dụ đang là point text, bây giờ tôi chọn convert to paragraph text này, bấm ok. Sau khi làm xong, đặt thử cho chuột vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy là hộp text sẽ xuất hiện, đúng không? Bây giờ tôi lại chọn cái thằng này là thằng paragraph đang có này, đúng không? Bây giờ tôi vào type vào gì đây ạ, convert to point text đây. Nhưng có một cái vấn đề là chuyển qua chuyển lại giữa các cái dạng này thì rất là dễ, với điều kiện là tất cả đang được trình bày một cách minh bạch và rõ ràng. Tuy nhiên cái này thì nó đang nhắc chúng ta do cái gì? Lý do rất là đơn giản là cái văn bản này của chúng ta nó đang bị thiếu chỗ. Này, bây giờ tôi phải chọn hết và tôi giải hết tất cả những cái tham số này về các cái giá trị ban đầu.
Đó. Khi nào mà văn bản của tôi thực sự là không còn bị lấp một cái chữ nào nữa thì lúc đó ok, chúng ta muốn chuyển qua chuyển lại thế nào cũng được. Đây, bây giờ chọn lại convert to void text, ok, nó chuyển luôn, không ghi cái lý do gì cả. Đó. Cho phép chuyển luôn. Và bây giờ chuyển lại này, đây đặt vào đây, các bạn nhìn thấy cái vạch chân chân trang rồi đúng không? Bây giờ tôi lại chọn này, bây giờ đang có vách chân trang nhé, là point nhé, và bây giờ thoát ra này, size và paragraph này, bây giờ đặt lại, các bạn sẽ thấy lại có hộp. Như vậy là nó cho phép chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa hai cái dạng, đó là dạng chữ point hoặc là paragraph. Đến đây đã hết thứ để chuyển qua chuyển lại chưa? Chưa, chúng ta còn một thứ nữa là chiều. Bình thường chúng ta sẽ viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, đúng không? Nhưng mà sẽ có những cái thứ ngôn ngữ mà nó lại viết theo cái dòng đứng cơ, và rất là tiêu biểu là gì đấy ạ, chữ Trung Quốc, chữ Nhật Bản, đó, những cái chữ chịu ảnh hưởng của chữ Trung Quốc, tức là viết theo dòng đứng từ trên xuống dưới, mà theo cách viết cổ nó là từ trên xuống dưới và từ phải qua trái. Đấy là bây giờ chúng ta muốn convert qua lại, nếu mà làm nhanh ở trên thanh option thì các bạn chỉ việc bấm vào biểu tượng này. Nó sẽ convert chiều cho chúng ta luôn. Thế còn lệnh ở trong này thì các bạn vào menu type, và trong menu type lần này các bạn tìm tới Orient. Đây, Orient Station. Đây, nó sẽ cho chúng ta chọn giữa hai kiểu horizontal và vertical để chuyển sang chữ đứng hoặc là chữ ngang. Đấy. Thao tác này thì rất là đơn giản. Có lẽ là chúng ta nên làm trực tiếp ở ngoài này thì nhanh nhất, không cần phải vào trong. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn có một cái lệnh, nó gọi là lệnh rasterize, tức là biến đổi cái văn bản của chúng ta thành điểm ảnh. Text thì nó có cái đặc điểm của nó có thể làm việc rất tốt theo kiểu của văn bản bôi đen rồi thì nhập nội dung, sửa nội dung, cắt nội dung, thế bớt nội dung. Tuy nhiên là làm việc với text thì nó cũng có một số các cái điều hạn chế mà các bạn thấy rất rõ rồi, đó là nó không chịu làm việc với vùng chọn đó. Các lệnh tô thông thường không làm việc được với nó. Muốn tô các cái màu chuyển hoặc là màu pattern hay là cái gì đó thì chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải gọi tới cái layer style, chứ chúng ta không làm việc trực tiếp trực quan giống như là chúng ta làm việc với điểm ảnh được. Và do đó thì một số người mà vẫn muốn là quen cái thao tác làm việc với điểm ảnh chẳng hạn, hoặc là họ thích cái cách làm việc trực quan như thế, thì họ có thể là chọn cái lệnh rasterize, có nghĩa là biến đổi cái văn bản đó thành điểm ảnh mang hình dạng text thôi. Thì để làm cái việc đó thì chúng ta có thể làm ở trong menu vào text và chúng ta chọn rasterize type layer, hoặc là các bạn có thể gì đây ạ, chuột phải vào cái layer chứa text đó, sau đó thì chúng ta chọn lệnh rasterize thì cũng tương tự như vậy. Thì khi mà chúng ta chọn như thế này thì các bạn sẽ không thấy cái biểu tượng chữ T nữa, mà nó sẽ chuyển thành cái biểu tượng của layer text, là layer điểm ảnh, và lúc này thì mọi thứ chúng ta sẽ làm việc với nó như là với điểm ảnh. Một cái văn bản thì nó có thể chuyển qua chuyển lại được những dạng gì? Đây các bạn quan sát nhé. Tôi trỏ chuột vào đây thì tôi có thể làm một số thứ như sau. Rasterize chúng ta vừa mới nói là convert nó từ text sang thành điểm ảnh. Grid path là nó sẽ vẽ ra các cái đường path bao xung quanh cái hình chữ mà chúng ta cần. Convert to shape tức là biến ra thành dạng
hình vẽ. Đây, chọn một cái nào đó ngắn ngắn, gọn gọn thôi. Chúng ta cùng nhau xem. Đấy nha, mét vuông nha. Đây là chữ này. Bây giờ tôi có thể là nhân bản ra một số thứ, và tôi sẽ lần lượt tôi xem là nó biến đổi sang thành cái gì. Chuột phải này, rasterize, đây là biến thành điểm ảnh. Tiếp tục này, đây là crypto path thì các bạn nhìn thấy đây, trong này nó cung cấp cho chúng ta cái gì đây nhỉ? Đường path, đúng không? Vẽ theo cái hình chữ đó. Cái này thì nó chỉ tạo ra thêm cái gì đây nhỉ? Nó tạo ra cái path này thôi, chứ nó lại không làm thay đổi cái chữ mà hiện đang có. Đây, tôi có thể nhắc nó ra. Đây, các bạn nhìn, tôi nhắc cái path ra và cũng không ảnh hưởng gì tới những cái phần còn lại. Đó, nó vẽ ra cái path ngay theo cái hình dáng đang có. Tiếp nữa này, chuột phải này, chọn lệnh gì đây? Convert to shape. Thì lúc này chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Shape layer. Đây, quay lại layer. Trong này có không? Shape path vẫn có, đúng không? Và layer vẫn có. Đây. Và như hôm trước tôi đã nói, đúng không? Nhấp đúp vào đây, đổi màu cho shape layer này thì lập tức nó đổi màu. Và tất nhiên không thể thiếu cái trò gọi là gì nhỉ? Convert to Smart Object. Đấy. Nhưng mà hãy nhớ giúp tôi là nó chỉ có một chiều thôi nhé, không có hồi tố nhé. Ông muốn biến tôi từ text sang thành cái gì, ông cứ biến. Nhưng biến xong thì tôi không có cách nào để tôi biến ngược lại, trừ khi mà undo. Đó. Còn không có một lệnh nào chính tắc để biến cái gì đó thành text thì không có. Đấy, chỉ có text biến sang các thứ khác, còn các thứ khác thì không biến sang text được. Thế đến đây thì chúng ta đã biết thêm được cả cái vấn đề biến đổi qua lại giữa các cái dạng văn bản với lại các cái dạng tài liệu khác có thể xuất hiện ở trong Photoshop. Và chúng ta còn có thêm một thứ nữa như này, đó là biến dạng bằng khuôn mẫu cho sẵn. Đây, bây giờ chúng ta xem thử nhé. Biến dạng text bằng khuôn mẫu cho sẵn. Đây, tôi có một cái text như thế này. Thì biến dạng bằng khuôn mẫu cho sẵn là như thế nào? Là khi tôi có một cái văn bản, sau đó tôi chọn cái layer văn bản đó. Này, mở ra, đó. Đây, layer văn bản đã được chọn đây. Và tôi nhấp chọn công cụ text. Nó sẽ kích hoạt một cái biểu tượng grid wrapper text ở đây. Và bằng cách bấm vào đây thì tôi sẽ mở ra một cái hộp thoại wrapper text. Hiện tại style này đang là 5. Nếu như tôi sổ danh sách này ra thì tôi sẽ được cung cấp một số các khuôn mẫu định dạng sẵn của Photoshop. Bằng cách bấm vào đây thì tôi sẽ nhận được cái biến dạng theo khuôn mẫu đã cho nó. Ở trong này thì chúng ta thấy là nó có một số các tùy biến như thế này. Đây là đang dạng horizontal. Nếu mà tôi chọn vertical thì nó sẽ biến theo dạng như thế này. Ngoài ra, tôi còn có 3 con trượt lần lượt có tên là Bend, Horizontal Distortion và Vertical Distortion. Bend này nó sẽ phụ trách như sau. Nếu tôi kéo sang phải hoặc sang trái, nó sẽ đổi chiều. Đó. Ví dụ trong trường hợp Arc này thì tôi đang có cái dòng chữ cong lên hay cong xuống. Horizontal Distortion
thì nó sẽ tác động tới chiều ngang của cái khối văn bản này bằng cách là làm cho một đầu to ra và làm một đầu thoát lại. Cái này thì rất là trực quan luôn, tôi kéo sang đầu phía nào ở trong cái slide này thì cái đầu tương ứng của chữ nó cũng sẽ to theo hoặc nhỏ theo, và tất nhiên là nó có tính tương tác nhé, đầu này to bao nhiêu thì đầu kia sẽ thoát lại bấy nhiêu và ngược lại. Còn cái vertical distortion thì nó sẽ tác động tới cái đỉnh và cái đáy, hay là đây, làm cho phía đầu phía trên xòe ra và chân thoát lại, hoặc là gì đấy, làm cho đầu thoát lại chân xòe ra, tùy vào yêu cầu, tùy vào nhu cầu, các bạn có thể chọn bất cứ một cái kiểu nào để làm cho cái chữ của chúng ta nó sẽ biến dạng theo cái mong muốn. Sau khi làm xong nhấp OK, tôi sẽ nhận được cái tình trạng biến dạng giống như cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy trong lúc mà chúng ta thiết lập các hàm số. Và để một cái chữ này quay trở về trạng thái bình thường thì cũng chọn cái layer, cũng chọn cái công cụ touch này, sau đó lại kích hoạt công cụ này, sổ danh sách ra và trả nó về năm thì nó sẽ lại trở về trạng thái bình thường. Để ý một chút, chữ T này là một cái text mà không chịu biến dạng, còn khi mà đã chịu biến dạng thì cái chữ T này nó cũng giống hết cái chữ T ở phía trên thành option, thông báo cho chúng ta biết đây là một cái chữ đã bị biến dạng rồi. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn hai thứ cần phải nói với nhau, đó là khả năng dẫn dắt một cái text bằng đường dẫn. Chữ của chúng ta đánh ra thông thường thì nó sẽ nằm theo chiều ngang rất là thẳng thớm này, bất kể nội dung nó là cái gì đó, thế các bạn nhìn thấy là nó đi theo chiều ngang như thế này, ngay hàng thẳng lối. OK, nhưng bây giờ tôi chán ngay hàng thẳng lối rồi, tôi muốn là nó phá cách đi. Tất nhiên phá cách bằng cái khuôn này cũng là một kiểu, chứ không phải là không, đúng không? Tôi có thể là xem các kiểu biến dạng khác nhau của nó là như thế nào. OK, có tương đối nhiều kiểu đúng không? Tuy nhiên những cái này nó vẫn là những cái dạng mà khuôn mẫu cho sẵn. Tôi muốn là có những cái phá cách của riêng mình. Và để làm như thế thì tôi có thể là gắn vào trong một đường dẫn. Vậy thì điều tiên quyết là chúng ta phải có một cái đường dẫn trước đã. Và các bạn cần phải sử dụng một công cụ nào đó vẽ ra một cái đường mà có path, có thể là kín hoặc mở. Sau khi mà chúng ta có một cái đường path như thế này, chúng ta mới chọn công cụ text và chúng ta đặt trỏ chuột vào đây và một điểm nào đó ở trên cái đường này. Để ý, đây là trỏ chuột thông thường và khi nó chạm vào cái path thì nó sẽ có hình như thế này. Kích chuột. Lúc này cái đường path mà chúng ta vừa mới làm nó đóng vai trò đường dẫn, hay là nó gọi là đường ray đi, và chữ nghĩa lúc này nó sẽ như một đoàn tàu nó chạy trên cái đường ray đó. Nhập xong chữ sẽ uốn éo chạy theo cái đường ray hay là cái đường path, nhưng nó lại chìm đi. Cái đường path chính bản thân nó sau khi đóng vai trò đường dẫn là nó chìm đi, không ai nhìn thấy nó nữa. Chúng ta chỉ còn nhìn thấy chữ nó cong queo theo thôi, nó lượn lờ theo. Với cách như thế này thì tôi đã tạm biệt tất cả những dòng chữ ngang hàng thẳng lối khô khan. Tôi có thể uốn lượn, tôi có thể làm cho một chữ của tôi nó chạy theo bất cứ cái hình dáng, theo bất cứ cái hướng nào mà tôi muốn. Và để hiệu chỉnh thì chúng ta lại gọi
cái nhóm công cụ Direct Selection ra. Sau đó thì tôi có thể làm một số thứ như sau. Nếu mà có kéo với chữ thì tôi đặt nó vào chữ. Đây này, để ý này, đây là công cụ mũi tên trắng nhá, chọn vào đây thì tôi có thể làm sao đây ạ, dồn chữ tiến lên hay lùi xuống đó. Hoặc là đôi lúc là tôi có thể làm sao đây ạ, lật ngược nó ra tùy theo chiều kéo nhá, lật lên kéo lùi kéo tiến vân vân. Thế còn nếu mà tôi bấm vào trong cái đường dẫn thì tôi có thể làm sao đây ạ, điều chỉnh co kéo cái đường path, và khi đường path của tôi uốn lượn đến đâu thì chữ nó cũng sẽ phải chạy theo đến đó, tại vì đơn giản là hai thằng bám vào nhau đấy, một thằng là đường ray, một thằng là toa tàu, ray uốn đến đâu thì tàu phải chạy theo đến đó đấy, lý do rất đơn giản thôi. Có điều gì phải lưu ý khi mà chúng ta làm việc này không? Không có điều gì lưu ý cả. Chữ vẫn là chữ, vẫn có thể bôi đen, vẫn có thể sửa nội dung, văn bản tính tạo, vẫn có thể tô màu, vẫn có thể format được tất cả mọi thứ vốn có trước đây của chữ. À, bây giờ tôi hơi tò mò một tí, nó đã chạy theo cái đường dẫn này rồi thì liệu tôi có thể biến đổi nó theo kiểu khung LaTeX được không? Này, tôi bấm vào đây, chọn thử xem. Đây, thằng này, đúng không? Kể cả trong trường hợp nó đã được gán vào trong rồi đấy ạ, nó đã được gán vào trong cái đường dẫn rồi, thì cái khả năng mà sử dụng những cái biến dạng như này là vẫn được. Đấy, đây là 2 trong 1 luôn. Vừa không chạy ngang theo đường baseline thông thường mà lúc này chạy theo đường path, mà chúng ta vẫn có khả năng là gì đấy, uốn lượn chữ theo cái khung cho sẵn. Tất nhiên trông nó cũng không giống lắm đâu, tại vì lúc này nó chịu ảnh hưởng lớn hơn của cái đường path thay cho đường baseline. Tuy nhiên là nó vẫn không ngăn cản cái việc là áp dụng thêm một cái biến dạng theo khuôn khổ nữa. Và tất nhiên bây giờ không thích thì lại tháo ra thôi, cứ trả về năm là ok. Đường kín cũng được, đường hở cũng được, miễn là có path. Thế còn một vấn đề nữa chúng ta cần làm, đó là làm việc với cái paragraph. Paragraph thì sao? Tôi không thích cái hộp chữ lúc nào nó cũng chữ nhật nữa, nó tẻ nhạt lắm, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi muốn là có những hộp chữ mà nó linh động hơn, có những hộp chữ nó tươi trẻ hơn, thay cho lúc nào nó cũng vuông thành sắc cạnh như là một cái hộp hình chữ nhật. Vậy thì tôi sẽ sử dụng path này, tôi vẽ ra một hình bất kỳ. Đó, pen này tôi vẽ ra một path bất kỳ. Ví dụ này. Sau đó tôi sẽ lấy công cụ này và tôi đặt vào bên trong. Để ý kỹ sự khác biệt nhé. Đây là định dạng hình dáng của công cụ text lúc mà chưa bấm, chưa làm gì cả. Đây là hình dáng của nó khi tôi đặt vào đường path, và đây là hình dáng khi tôi đặt vào trong một path khép kín. Nếu tôi kích chuột vào đây, tôi sẽ nhận được kết quả là biến cái path mà khép kín này thành một hộp chứa, và tôi có thể nhập nội dung vào đây như là một paragraph. Các bạn lưu ý rằng là ở trong các phiên bản gần đây thì Photoshop cung cấp cho chúng ta thêm một cái khả năng nữa, đó là cung cấp một cái đoạn văn bản lorem ipsum. Để xem là phiên bản mới này là có không nào. Đây, paste lorem ipsum. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái đoạn văn bản. Không có nghĩa gì đâu nhé, nhưng mà nó sẽ bài trí như là một cái văn bản đoạn, cũng có từ ngắn, từ dài để cho chúng ta làm một cái ví dụ demo. Đấy, làm một cái gì đó cho khách hàng thì chúng ta có thể sử dụng cái lorem ipsum này thay thế cho cái văn bản mà khách hàng chưa kịp gửi đến. Và
đây các bạn để tiếp tục các bạn thấy sau khi mình chúng ta làm thì chúng ta sẽ có một cái khối văn bản nó sẽ chạy theo được cái hình mà chúng ta muốn đó. Và do đó thì nó sẽ tạo ra một cái hình dạng riêng cho cái khối văn bản này. Người ta có thể cảm nhận được cái khối văn bản này nó nói về cái vấn đề gì trước khi người ta kịp đọc nó thông qua cái hình dáng. Đây là một ngôi sao, đúng không? Ví dụ như thế. Tôi có thể hiệu chỉnh nó. Tôi có thể làm cho nó thành những hình khác. Hình trái tim, hình giọt nước, hình cái lá. Mỗi một cái hình như thế thì nó đem lại một thông điệp về mặt thị giác trước khi mà người ta kịp đọc được cái nội dung. Ví dụ bảo vệ nguồn nước, tôi có thể dùng một cái hình giọt nước chẳng hạn để cung cấp một cái đoạn văn bản nó nằm bên trong đó. À, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, tôi có thể viết một cái bài viết vào trong hình cái lá. Ngày tình yêu, tôi có thể viết vào trong một trái tim đó. Ngày ma quỷ Halloween, tôi có thể vứt chữ vào trong một cái hình con rơi chẳng hạn, hoặc là hình một tòa lâu đài. Đấy, thì thông qua cái hình dáng của khối văn bản, đôi khi người ta còn chưa kịp đọc bất cứ một cái chữ nào và hiểu, kịp hiểu nội dung của bất cứ một cái chữ nào, thì bằng cảm nhận thị giác khi người ta nhìn về cái hình khối của văn bản là người ta cũng đã có thể đoán được, người ta cũng có thể nhận được ít nhiều cái thông điệp thông qua cái hình khối rồi. Và đây là một cách làm rất là hay để mà chúng ta có thể là truyền tải thông điệp vừa bằng cách đọc nội dung cụ thể, vừa bằng cách là quan sát cái hình khối của cái văn bản đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra một khối văn bản có hình dáng bất kỳ. Ở đến đây đã hết những cái vấn đề mà cần phải làm chưa? Gần hết rồi. Bây giờ còn một vài cái nho nhỏ nữa tôi nói thêm. Đó là cái tình trạng mà viết. Ở đây các bạn nhìn thấy tôi đang phải viết bằng chữ không dấu, đúng không? Vì cái phông này nó không hỗ trợ 100% cho cái việc là gõ dấu. Thế thì nó có ảnh hưởng gì tới hiển thị của cái văn bản của chúng ta trong cái bản thiết kế khi mà gửi đi cho khách hàng không? Không. Chuyện này không, rất may là Photoshop và các chương trình làm ảnh thì không có sợ lắm về vấn đề tách này. À, nếu mà một thiết kế hoàn chỉnh gửi cho khách, các bạn có thể chọn nhiều định dạng khác nhau. Và thông thường một số cái định dạng mà chúng ta hay sử dụng thì tách nó chỉ là để ảnh thôi, cho nên là nó không phụ thuộc vào vấn đề là phông chữ ở bên kia có hay không có. À, tuy nhiên là nếu như mà chúng ta gửi file gốc ở dạng PSD vẫn còn nhiều layer chứa text và các layer khác thì không có cái phông chữ ở hệ thống bên kia, hoặc là chữ mà không hỗ trợ tốt cái gõ tiếng Việt thì nó cũng phát sinh ra một số thứ đấy, chứ không phải là không. Tất nhiên là gửi đi thì bên kia có hay không có chữ cũng có phông chữ cũng không quan trọng, tại vì là nó báo thì nó vẫn báo là text của chúng ta sử dụng như thế là nó có phông hay không, cần phải tìm phông gì để mà điền thêm vào để mà bổ sung vào cho cái thư mục phông. Tuy nhiên là nó vẫn hiển thị đúng, hiển thị chuẩn cho tới khi nào mà chúng ta làm sao đây ạ, bắt đầu bôi đen muốn sửa. Thì nếu mà cái phông này mà chúng ta sử dụng ở máy mình có phông mà bên máy kia không có thì lúc ấy bắt đầu nảy sinh ra lỗi. Đấy. Chứ còn là ảnh một lớp ví dụ như JPEG hoặc GIF các thứ hoặc PNG những cái dạng đó thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đi mà mặc xác cái hệ thống phông chữ bên máy bên kia, các bạn không cần quan tâm. Thế nhưng mà còn một vấn đề nữa là gì? Nếu không muốn lăn tăn về phông chữ thì chúng ta làm như vừa rồi, tức là rasterize
hoặc là convert nó sang bất cứ cái gì ngoài text, thì lúc đấy nó sẽ không phụ thuộc vào phông nữa đó. Và một dạng nữa là tôi vẫn thích sử dụng cái phông này, mặc dù nó không hỗ trợ đầy đủ về cách gõ tiếng Việt, nhưng tôi thích nó và tôi muốn là trình bày bằng cái phông này. Thế thì để mà thực hiện thao tác đó, chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Ví dụ bây giờ tôi muốn là ghi chú rõ ràng bằng dấu má vào đây, chứ không phải biên dạng text như này, đúng không? Tôi phải rõ ràng là biến dạng text. Thế thì bây giờ có gõ được dấu vào đây không? Này, chuyển hẳn sang gõ tiếng Việt nhé. Không được, đúng không? Vậy thì lúc này tôi sẽ phải gõ một cách bình thường thôi, tức là không có dấu, không phải tiếng Việt. Và sau đó thì tôi sẽ sử dụng cái thuộc tính của nó như sau. Vào menu type và lúc này thì tôi sẽ tìm tới một cái lệnh là lệnh clip. Đó. Tìm tới clip panel. Cái clip panel này nó sẽ giúp tôi chèn vào những ký tự đặc biệt. Đây, bôi đen cái mà chúng ta cần. Nó sẽ nhận diện được cái chữ và sau đó thì nó cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những cái phương án thay thế khác nếu có. Trong trường hợp này chúng ta có tìm được cái nào có ê dựng sẵn hay không? Ở đây không có thì chúng ta lại phải tìm thay thế bằng những cái dấu rời, đúng không? Đây này, tôi có thể chèn vào đây một cái dấu cửa này, nhưng với điều kiện là gì đấy ạ? Nhặt hẳn nó ra ngoài, đúng không? Đây tôi phải bôi đen, tôi lấy một thứ copy đó, dán hẳn vào đây, bôi đen, chọn cái kiểu gì đây nhỉ? Đấy, như thế này, sau đó thì đặt vào. A nặng, đúng không? Có hay không? Hay là chữ A đấy, đúng không? Có chữ nào dựng sẵn được như thế không? A thì đây có rồi này. A có không? Không có. Vậy thì lúc này lại phải tìm dấu rời, đúng không? Cứ làm tương tự như thế để chúng ta có thể đưa vào. Một số chữ thì người ta sẽ dựng sẵn những cái trường hợp đặc biệt, đúng không? Ví dụ như vậy, nó gắn hẳn cả cái khối văn bản thế này có dấu má hẳn hoi này. Đấy, còn trường hợp là không có thì chúng ta gắn rời. Nhưng gắn rời thì phải nhớ là tất cả nó phải xích vào với nhau, không thể di chuyển một cái nó rời rã hết ra. Đấy thì là cái cách để mà chúng ta có thể hỗ trợ để làm được, làm việc được với bất kỳ một phông chữ nào, miễn là chúng ta thích. Đấy. Nhưng mà với điều kiện là phông đấy người ta phải hỗ trợ chúng ta những cái ký tự đặc biệt này nhé. Có những phông thì người ta không thiết kế đủ nữa cái ký tự đặc biệt này. Cũng có cái trường hợp là có, nhưng mà do chúng ta đang dùng ở cái chế độ free không trả phí thì họ sẽ chỉ cho chúng ta những cái trường hợp cơ bản thôi. Còn những cái trường hợp dấu má ký tự đặc biệt này thì không kèm theo, do đó cũng rất khó để mà xử lý. Cho nên là muốn dùng chữ, và chữ thì cũng không phải là tự nhiên từ trên trời rơi xuống, đúng không? Cũng là thiết kế mất ăn mất ngủ người ta mới ra được bộ chữ. Cho nên là ở trong trường hợp nếu mà chúng ta có một cái phông chữ nào đó mà xài mà không được ấy, thì phải xem, search xem. Và nếu như mà nó không quá đắt, đúng không? Thì cũng có thể là trả cái chi phí cho người thiết kế ra để có thể là sử dụng được một bộ phông hoàn chỉnh với tất cả các ký tự, từ thông thường cho tới đặc biệt để mình có thể thiết kế được ra được những cái sản phẩm theo đúng ý mình. Tại vì phông chữ nó đóng vai trò quan trọng vô cùng trong thiết kế. Đấy, một cái phông mà nó đúng kiểu, đúng tính chất, nó sẽ làm cho cái thiết kế của chúng ta chỉ cần liếc qua, chưa cần đọc, nó đã hình dung ra được nó là cái gì rồi. Thế thì về cơ bản thì text của chúng ta là có những cái vấn đề như thế. Và ở trong hộp này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có text ngang này, text dọc này. Nhưng mà thực ra thì text dọc này cũng chúng ta cũng chả cần, tại vì chúng ta có thể gõ text ngang, sau đó thì chúng ta biến đổi chiều vào xong. Đấy. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái dạng nữa là gõ text nhưng mà nó lại ra vùng chọn. Đấy. Để dành cho những ai mà, hoặc là dành cho những cái trường hợp mà tôi chỉ cần cái hình text thôi,
nhưng tôi không cần tất thực sự. Đó. Tại vì có rất là nhiều thứ tôi muốn làm việc như kiểu điểm ảnh. Đấy. Tôi muốn làm việc theo kiểu điểm ảnh. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà làm điểm ảnh thì đây, tôi lại thường phải làm như thế này. Đang có text rồi đúng không? Tôi giữ control, tôi click vào đây để tôi tải cái vùng chọn lên, đúng không? Click vào đây, sau đó tôi lại phải tạo ra một layer mới. Ở layer mới này, lúc này tôi mới làm sao đây ạ? Tô một màu nào đó vào. Đó. Tô một màu nào đó vào, rồi sau đấy thì tôi làm gì với lại cái điểm mà anh có hình dáng text như thế này. Thì rõ ràng cái khả năng này là có, nhu cầu này là có. Và thay vì việc mà cứ phải gõ một đống text ra sau đó lại phải giấu nó đi, thì Photoshop cung cấp luôn cho chúng ta cái phương pháp là gì đây ạ? Ông gõ ra đi, nó chỉ là gì đây ạ? Vùng chọn thôi. Rất giống text nhưng lại không phải là text. Là text mà cuối cùng lại vẫn không phải là text, và không phải là text mà vẫn là text. Vì sao? Vì bây giờ nó là text thật. Đó. Lúc này tôi hoàn toàn có thể bôi đen, tôi có thể format nó giống như bất cứ một cái text nào. Đó. Tôi có thể biến đổi bất cứ một cái text dạng nào đây này. Đấy. Đổi phông, đổi được phông thì có nghĩa nó phải là text chứ, đúng không? Nhưng mà chỉ cần chúng ta đổi được sai, nhưng chỉ cần chúng ta thoát ra khỏi công cụ này một cái, lập tức không còn là text nữa, và nó chỉ cung cấp cho chúng ta cái vùng chọn có hình dáng text này thôi. Và lúc này các bạn làm việc thoải mái với cái vùng chọn này giống như là với các điểm ảnh thông thường. Đấy. Có thể tô màu, có thể làm bất cứ cái gì giống như là thao tác của điểm ảnh. Đấy là cái thao tác mà cũng tương đối hay dành cho người nào mà quen làm việc với điểm ảnh, và cũng có những trường hợp chúng ta cần cái này thật. Đấy, về cơ bản phần lớn là như thế, là chúng ta đã có đầy đủ kiến thức để mà chúng ta làm việc với lại cái văn bản ở trong Photoshop rồi. Thế còn là nếu có cái gì đó mà chúng ta cần bổ sung thêm sẽ nào, đến đây thì hầu hết là đã ok, chúng ta có thể là làm việc với nó rồi. Ở đây thì nó có thêm một cái nữa là cái 3D. 3D thì chúng ta cần phải xem là cái text, cái văn bản của chúng ta nó có hay không, nó có được chọn hay không. Đấy, có đúng text hay không. Đó. Và các bạn có thể chọn cái tính năng này. Tất nhiên là máy phải đủ khỏe, cài đặt đủ và đúng để mà hiện lên được cái khả năng mà làm việc với 3D này. Ví dụ các bạn thấy đó, tôi có thể sử dụng các cái công cụ quay xoay lật ở trong môi trường 3D ảo như thế này, và để ảo hóa cho nó trở thành cái text có cái tính chất là 3D. Đấy. Các bạn muốn bật hay tắt cái gì mà liên quan tới cái 3D này thì đây, nó sẽ nằm ở đây. Các cái ánh sáng rồi chọn rồi thì trường nhìn vân vân. Các bạn có thể chọn hay không chọn nó đây.
Đây là cái góc nhìn ở phía trên. Đó. Các bạn có thể làm việc với nó. Đó. Tắt hay bật. Đấy. Gán các cái thuộc tính khác nhau. Chất liệu, ánh sáng, vân vân. Ở trong này. Môi trường. Đây là cái gọi là phần giới thiệu thêm thôi. Đây. Thực ra thì tôi không thể thích cái trò gọi là tích hợp phần nhảm nhí quá nhiều vào thế này. Shop là shop, đúng không? Thế còn cái khả năng mà làm việc các thứ gán thêm thì có thể là có. Hoặc là cũng thể tôi hơi cổ lai hy, tôi không thích như thế. Hơi tham. Thực ra ở một góc độ nào đó chúng ta thấy là shop nó hơi tham. À, tuy nhiên là có khả năng như thế. Thì các bạn nếu mà cần biến đổi một cái tham số nào, biến đổi một cái chữ nghĩa nào sang dạng 3D thì các bạn có thể kích hoạt cái môi trường nó lên với điều kiện là máy các bạn có hiện cái menu này nhé. Thì các bạn có thể làm việc thêm với lại cái văn bản như thế.